Mưa quá lại mang cây ra nghịch anh em ạ. Hôm nay chắc tôi làm tiếp cho cái cây ổi này anh em. Uốn lại một cái số gom mà cái chi nó mới ra này anh em này, cái cành cấp này. Nó mới ra mình uốn cho nó dày tán này. Mới cả tôi mới dỡ cây tôn ra làm lại đất thì tí đắp rêu luôn cho nó anh em. Cái chậu này cái chậu tạm mà, đắp rêu để mình có những cái cây để sáng uống trà ngắm chơi. Cái này tôi làm theo một cái dáng gió lùa bạc phong anh em ạ. Nhiều người bảo là làm cái cảnh thì không nên uốn. Tôi đố anh em nào mà làm được cái cây gió lùa mà không uốn. Tùy cây thôi anh em ạ. Tùy những cây không nên uốn và có những cây buộc phải uốn anh em. Cái dáng này mà một thời gian mình không uốn nó phá thế liền. Cái dáng gió lùa này. Gió nó lùa đánh quật về một bên. Hôm nay tôi làm cái này anh em xem cho vui nhá. Mưa quá.